Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài NVR tại vùng thủ đô DC cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet. Hôm nay không phải từ thành phố Houston, Texas như thường lệ, mà là từ thành phố Melbourne của nước Úc Đại Lợi. Chúng tôi, Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn rất vui mừng được thưa chuyện với quý khán thính giả trên làn sóng này. Chương trình hôm nay là của ngày thứ ba 16 tháng 1 năm 2024, với phần phân tích thời sự như thường lệ của chúng tôi là một mình, cho nên có phần thiếu sinh động và hào hứng. Kính mong mọi người cùng thông cảm và lắng nghe. Trong chương trình hôm nay chúng tôi có hai cái đề tài thời sự muốn thưa chuyện cùng với lại quý khán thính giả. Dĩ nhiên cái đề tài thời sự sôi nổi nhất liên quan đến cái cuộc bầu cử sơ bộ, đúng ra là caucus hơn là sơ bộ primary, đã diễn ra vào tối thứ hai hôm qua, xin lỗi, với cái kết quả cho thấy giống như là các cuộc thăm dò dân ý, Donald Trump là người về đầu hơn hẳn hai nhân vật khác là Nikki Haley và ông Ron DeSantis. Tuy nhiên cái cuộc kết quả bầu cử tại Iowa đó, nó chỉ mở màn cho một tuần lễ sắp đến là những cuộc đấu đá gay gắt mà người ta dự đoán là Donald Trump sẽ chĩa mũi dùi vào một cái đối thủ đáng ngại nhất hiện nay là bà Nikki Haley, với những cuộc thăm dò dân ý cho thấy là cái tỷ lệ ủng hộ của bà Nikki Haley đó rất thấp so với lại Donald Trump. Chúng tôi sẽ dành cho luật sư Duyên phân tích chi tiết hơn trong chương trình vào thứ tư. Trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh đến hai cái đề tài khác, nó tương đối cũng khá lý thú để thưa chuyện cùng với lại quý khán thính giả. Thứ nhất là thử phân tích về những lời nói dối trá mới nhất mà Donald Trump được tung ra, và thứ hai, nhân cái ngày lễ Martin Luther King tại Hoa Kỳ, chúng ta thử nhìn lại những cái hành động anh hùng đáng vinh danh dựa theo một bài viết của giáo sư Heather Cox Richardson. Thứ nhất, liên quan đến những lời nói dối trá mới nhất của Donald Trump, thì cho đến nay không ai còn xa lạ gì về cái chuyện ăn gian nói dối của Donald Trump, với cái thành tích nói dối được ghi nhận một cách chính thức đó là hơn 30.000 lần nói dối trong suốt thời gian 4 năm cầm quyền tổng thống. Mà có lẽ từ trước đến nay trong lịch sử Đông Tây kim cổ sẽ không có một chính khách nào qua mặt được cái kỷ lục, nghĩa là lưu sú vạn niên để tiếng xấu muôn đời của Donald Trump. Tuy nhiên mới đây trong một cuộc tụ họp cử tri do đài Fox News thực hiện vào ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Trump lại đưa ra hai cái lời phát biểu láo khoét và cũng đáng để chúng ta đem ra chứng nghiệm. Theo như lời của nhà báo Glenn Kessler, chuyên gia của cái mục báo có tên là The Fact Checkers của tờ Nhật báo Washington Post, tức là chuyên phân tích kỹ lưỡng là nó có đúng với cái sự thật đã diễn ra ngoài đời hay không. Đó là khi Trump đã phát biểu như thế này: chúng ta, tức là nước Mỹ, đã không hề có một vụ tấn công nào có quân khủng bố trong thời gian 4 năm cầm quyền tổng thống của tôi. Và cái câu nói dối trá thứ hai của Trump cũng trong cái cuộc họp quần chúng này đó là: tôi không hề để xảy ra một cái cuộc chiến nào trong thời gian cầm quyền tổng thống, và tôi là vị tổng thống Mỹ duy nhất của Hoa Kỳ kể từ 72 năm qua đã không hề để xảy ra một cái cuộc chiến tranh nào cả. Đó là lời dối trá của Donald Trump mà không có một cái cử tri hay một người nhà báo nào có quyền phản biện trong cái cuộc tụ họp này. Chúng ta biết rằng nếu như Trump trở thành ứng viên về đầu trong nội bộ của phe Cộng hòa để được đề cử làm ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm nay, bất chấp là những cái hệ lụy tai hại cho cái danh dự và uy tín của một đảng chính trị truyền thống cả trăm năm qua, thì nhiều người lo ngại rằng Trump sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại những cái lời dối trá này trong suốt cái chiến dịch vận động tranh cử sắp đến một cách thường xuyên hơn. Và cái lý do đơn giản là cả hai lời dối trá mới này sẽ rất thích hợp, rất ăn khớp
với những lập luận thường xuyên của Trump nhằm tấn công đối thủ là Tổng thống Joe Biden, là người đã tạo ra cái tình trạng hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi trên toàn cầu kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống của nước Mỹ. Thứ nhất, về cái chuyện không hề có vụ tấn công nào của quân khủng bố mà Trump đã đưa ra. Trump nói cái lời nói dối này đó khi mà ông đang khoe khoang và biện hộ cho một cái chính sách của ông qua cái sắc lệnh hành pháp chỉ 7 ngày sau khi mà lên nhậm chức vào đầu năm 2017 để cấm những du khách vào Hoa Kỳ nếu như đó là những người đến từ 7 quốc gia gồm có Ba Tư, tức là Iran, Libya, Bắc Hàn, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Trump đã biện minh cho chính sách này như sau: bọn họ thường chỉ trích và gọi đó là một cái chính sách cấm du lịch đến Hoa Kỳ của Trump đưa ra. Họ tìm cách, nghĩa là thổi phồng vụ này. Thế nhưng mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã rất là khôn ngoan khi là chấp thuận cho cái chính sách này. Bởi vì nếu như không có cái chính sách này thì chúng ta đã có nhiều cái vụ nổ bom, nghĩa là tung trời trên nước Mỹ. Đó là lời của Trump. Cái chính sách này của Trump nó thật ra chỉ và lúc đó nhằm ngưng cung cấp chiếu khán di dân cho những người dân của một số nước kể trên, phần đông là gồm có dân Hồi giáo, và nó giới hạn một số loại những chiếu khán nhập cảnh vào nước Mỹ, chẳng hạn như là chiếu khán du lịch và những người doanh nghiệp vào làm ăn. Nhưng mà Trump đã nói dối khi cho rằng không hề có một vụ tấn công nào của quân khủng bố trong thời gian 4 năm làm tổng thống. Chúng ta tạm gác sang một bên những cái vụ tấn công của những phần tử dân Mỹ nội địa thuộc hai cái khuynh hướng, hoặc là cực hữu hoặc là cực tả. Thì có một cái tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực này có cái tên là Global Terrorism Database, tức là chuyên gom góp những cái dữ liệu về khủng bố toàn cầu. Nó được thực hiện bởi một viện nghiên cứu của Đại học Maryland. Cái thống kê của cái cuộc nghiên cứu này cho thấy là đã có hai cái vụ tấn công rất nghiêm trọng do quân khủng bố Hồi giáo cực đoan đã thực hiện nổ ra trên nước Mỹ, và nó khiến cho nhiều nạn nhân bị thiệt mạng và cũng số đông hơn bị thương tích nặng. Cái vụ thứ nhất đó là nó xảy ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, khi mà một quân nhân của không lực hoàng gia Saudi Arabia, anh này có tên là Mohammed Said Ashrambani, đã cho nổ súng trong một cái lớp huấn luyện tại căn cứ không quân của Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố Pensacola của tiểu bang Florida. Vụ này nó khiến cho 4 người bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Sau đó, tổ chức khủng bố nổi tiếng Al-Qaeda lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này, và hung thủ Ashrambani đó cũng đã cho đăng những cái lời chỉ trích về những cuộc chiến của Hoa Kỳ tham dự, cũng như là anh ta đã trích lại những cái lời của tay trùm khủng bố Osama bin Laden trên nhiều cái diễn đàn truyền thông mạng xã hội trước khi mà ra tay tấn công. Còn vụ tấn công khủng bố thứ hai xảy ra vào ngày 17 tây tháng 12 năm 2017, khi một hung thủ khác đã thuê một chiếc xe tải chở hàng của cái công ty Home Depot. Rồi sau đó anh ta leo lên lái trên một đoạn đường mòn mà chỉ dành riêng cho những người lái xe đạp tại cái khu gọi là West Side Highway thuộc cái vùng Lower Manhattan của thành phố New York City để mà mong cán chết những nạn nhân, nghĩa là vô tội vào ở nơi đó. Sau đó hung thủ này rời khỏi chiếc xe tải và bị một nhân viên cảnh sát bắn hạ. Nhưng mà đã có ít nhất 8 người bị thiệt mạng, trong đó có 2 người là dân Mỹ,
5 người là du khách đến từ nước Á Căn Đình và một du khách đến từ nước Bỉ, và có khoảng 18 người khác bị thương nặng nhẹ khác nhau, trong đó có cả hung thủ. Và cái tổ chức Hồi giáo quá khích lúc bấy giờ gọi là ISIL đã nói là hung thủ có tên là Saifullah Habibullah Saipov, tức là một trong những chiến sĩ cảm tử của gọi là thiên sứ Hồi giáo. Thì cả hai cái vụ tấn công này vào lúc đó là những cái biến cố thời sự gây chấn động lúc bấy giờ. Và ngay cả chính cá nhân Trump cũng nói về những cái vụ này vào cái thời điểm lúc đó. Thậm chí trong một bài diễn văn quan trọng thuộc cái bài gọi là Thông điệp Liên bang hàng năm, tiếng Mỹ nó gọi là State of the Union, được đọc vào năm 2018 trước lưỡng viện quốc hội đó, thì Trump còn gọi vụ tấn công của Saipov là vụ tấn công khủng bố. Trump gọi rằng đó là những vụ khủng bố tấn công tại New York đã xảy ra đó là do hệ thống di trú lỏng lẻo với những cái chính sách, thứ nhất gọi là visa lottery, tức là bốc thăm đặc biệt dành cho những cư dân ngoại quốc đó có thể được nhập cảnh một cách hợp pháp qua cái việc bốc thăm may mắn. Và thứ hai là cái chính sách gọi là chain migration, tức là khi các công dân Hoa Kỳ đó được quyền bảo trợ cho thân nhân trong gia đình của mình được quyền nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau đó theo một cái thứ tự ưu tiên tùy theo cái quan hệ gia đình sau khi thời gian chờ đợi theo cái thủ tục này. Trump cho rằng đây là những cái chương trình di trú đầy rủi ro mà chúng ta không thể chấp nhận được. Trước khi mà có nhiều người cuồng Trump, trong đó có những người Việt cuồng Trump lên tiếng ủng hộ cho cái chính sách cứng rắn của Donald Trump chống lại di dân một cách rất là nghiêm khắc và không có công bằng như vậy đó, thì cũng xin mở ngoặc ở đây để giải thích cái chính sách di trú mang tên là chain migration đó, thật ra là một cái chính sách đã giúp cho đại đa số người Mỹ tại Hoa Kỳ được chính thức vào nước Mỹ từ mấy chục năm qua. Tức là khi một người nào đó vào nước Mỹ được quy chế gọi là thẻ xanh, tức là thường trú nhân, rồi sau đó thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ, từ đó tiếp tục được bảo trợ cho vợ con, cho ba cha mẹ hoặc là anh em vân vân được vào Mỹ sau này. Ngoài ra cũng còn có một cái vụ tấn công của quân khủng bố Hồi giáo khác xảy ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2017. Mặc dù cái vụ này nó không có gây ra cho người nào bị thiệt mạng, nhưng mà cũng làm cho ba người bị thương tích. Đó là khi một cái tên cảm tử Hồi giáo có tên là Akayet Allah ôm bom lao vào một cái bến xe buýt công cộng tại khu Manhattan ở New York City. Nó nằm giữa hai cái đại lộ số 7 và đại lộ số 8. Cái tay khủng bố này sau đó đã bị tòa kết án tù chung thân vào tháng 4 năm 1981. Và tay khủng bố Ula này là một người gốc Bangladesh du nhập vào nước Mỹ từ năm 2011 và có được cái quy chế thẻ xanh, tức là thường trú nhân, vì là con của một người thân trong gia đình có quốc tịch Mỹ. Còn cái tên khủng bố thứ hai tên là Saipov là một người gốc Uzbekistan đến Mỹ vào năm 2010 vì may mắn được trúng số trong cái chương trình bốc thăm visa lottery để mà được hưởng cái chiếu kháng nhập cảnh. Cái tổ chức thu thập dữ liệu về khủng bố toàn cầu này cũng ghi nhận là bốn cái vụ tấn công tương đối là nhỏ hơn đều do các tay khủng bố Hồi giáo gây ra, dù rằng không có một cái nạn nhân vô tội nào, nghĩa là bị thiệt mạng. Cho nên khi được báo giới phỏng vấn về những cái điều dối trá này, những điều mà chính Donald Trump đã xác nhận trước đó là có khủng bố, nhưng mà giờ đây lại dám, nghĩa là trưng tráo nói rằng không hề có khủng bố, thì khi hỏi như vậy thì một phát ngôn viên của Trump đó đã từ chối, không có đưa ra câu trả lời nào.
Thứ hai, về cái lời dối trá và khoác lác của Trump cho rằng đã không hề để xảy ra chiến tranh trong thời gian 4 năm ông ta làm tổng thống. Thì Trump khoe khoang khoác lác rằng hắn ta là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ trong vòng 72 năm qua đã không để xảy ra một cái cuộc chiến tranh nào trong thời gian cầm quyền. Tức là y muốn nói đến cái thời gian từ năm 1948, khi mà tổng thống Mỹ lúc đó là ông Harry Truman lúc đầu lên cầm quyền là để kế nhiệm tổng thống Roosevelt bất ngờ qua đời, và sau đó ông Truman cũng được đắc cử trong cái cuộc bầu cử năm 1948. Trước đây trong một cái bài diễn văn khi mà rời khỏi tòa Bạch Ốc thì Trump cũng nói rằng là ông ta chưa hề khởi sự một cái cuộc chiến tranh nào trong suốt thời gian làm tổng thống. Nhưng mà thật ra cái lời này của Trump đó cũng không có hề đúng sự thật. Bởi vì chỉ có ông Jimmy Carter, tổng thống của Mỹ từ đầu năm 1977 đến 1981 là vị nguyên thủ duy nhất chưa hề chính thức tuyên chiến hoặc là yêu cầu quốc hội cho phép sử dụng sức mạnh quân sự để mà khai chiến hoặc là nổ súng với lại quân đội nước khác. Ngay cả những hồ sơ về quân sự của Hoa Kỳ cho thấy là không hề có một quân nhân Mỹ nào đã tử trận trong suốt thời gian ông Jimmy Carter làm tổng thống. Chỉ có 8 quân nhân Mỹ là đã thiệt mạng trong một cái phi vụ nhằm giải cứu cho những công dân và nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Iran bị bắt làm con tin vào năm 1980. Nhưng mà quân đội Mỹ thì họ xếp hạng những cái vụ tử nạn này đó là những cái chết không phải do quân thù gây ra khi mà giao chiến. Vì đây là một cái tai nạn khi mà một chiếc trực thăng và của Mỹ đó đụng phải một phi cơ của không lực Mỹ khi mà đáp xuống đất. Ngoài ra chúng ta cũng còn có thể kể thêm một cái vụ tấn công khác khi mà những cư dân của nước Pakistan đốt tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Islamabad, nó khiến cho 2 quân nhân Mỹ bị thiệt mạng. Trong khi đó thì thống kê của quân đội Mỹ cho thấy là dưới thời Trump làm tổng thống trong 4 năm đã có tổng cộng 65 quân nhân Mỹ bị thiệt mạng trong những cuộc giao chiến với quân địch khi mà Trump đẩy mạnh những chiến dịch tấn công phe Hồi giáo cực đoan có tên là ISIS, tức là nhà nước Hồi giáo, tại 2 cái chiến trường là nước Iraq và Syria. Đồng thời Trump cũng ra lệnh triển khai những phi vụ tấn công xuống lãnh thổ Syria nhằm trừng phạt cái vụ tấn công của Syria bằng vũ khí hóa học. Cái điều nực cười về cái lời dối trá của Trump đó là ngay trong cái cuộc tập hợp công cộng do đài Fox News vừa mới thực hiện, Trump không ngần ngại khoe khoang rằng theo nguyên văn của Trump, chúng ta đánh thắng ISIS, chúng ta đã hạ chúng ngã gục, cách nghĩa là knock out. Và Trump cũng đã ra lệnh leo thang cái cường độ chiến tranh với lại Iran vào lúc đó. Trong đó có một cái quyết định gây nhiều tranh cãi đó là ra lệnh ám sát một cái viên tướng cao cấp của Iran là ông Qasem Soleimani. Trump có thể nghĩa là lập luận biện minh về những cuộc chiến xảy ra vào cái lúc đó đó rằng là ông ta chỉ là người phải thừa hưởng những cái cuộc đụng độ để lại từ thời của vị tổng thống tiền nhiệm. Nhưng mà trong trường hợp này thì sẽ có nhiều người tranh luận rằng là những cái cuộc chiến xảy ra dưới thời của ông tổng thống Obama như là khi nghĩa là tấn công vào Syria có phải chăng là những cuộc chiến do chính ông Barack Obama mới tạo ra hay không, hoặc đó chỉ là một cái chính sách tiếp tục cái cuộc chiến mà vị tổng thống tiền nhiệm là ông Bush con đã khởi sự khi mà xua quân tiến chiếm Iraq vào năm 2003, rồi sau đó kéo dài nhiều năm sau đó. Chúng ta cũng nên nhớ cái tổ chức gọi là ISIS, tức là nhà nước Hồi giáo đó,
Nó chỉ nổ ra là do hậu quả của thời kỳ chiến tranh xâm lăng của Hoa Kỳ để mà dẹp tan quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein tại Iraq. Và ngay cả khi mà cái khối NATO khởi động cuộc chiến tại Libya để mà cứu giúp những thường dân vô tội tại thành phố Benghazi có thể bị nguy hiểm bởi những cái lực lượng quân sự của chính quyền Libya vào lúc đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đã có đến 1.436 quân nhân Mỹ thiệt mạng khi mà giao chiến với quân địch trong thời gian 4 năm đầu tiên của Tổng thống Obama. Khi mà hai cái cuộc chiến tại hai nước Iraq và Afghanistan vẫn còn phải tiếp diễn và sau đó thêm 161 quân nhân Mỹ cũng hy sinh tại chiến trường trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Còn so với một số những tổng thống khác như là dưới thời của Tổng thống Reagan kéo dài trong 8 năm thì tổng cộng đã có 58 quân nhân Mỹ bị thiệt mạng dưới hỏa lực của quân địch. Trong đó có đến 18 lính Mỹ thiệt mạng sau một cuộc đổ bộ ngắn hạn vào nước Canada. Và có đến 241 quân nhân Mỹ cũng bị thiệt mạng khi mà những tên cảm tử đó ôm bom tấn công vào các đồn, coi như các trại lính của quân đội Mỹ, thì quân lục chiến Mỹ tại thủ đô Beirut. Dưới thời của Tổng thống Bill Clinton thì ông đã áp lệnh cho như là thi hành cái chính sách là no fly zone tại Bosnia, tức là kiểm soát vùng không phận của nước này, không cho coi như là kiểm soát vùng không được trên cái chiến trường này đó. Thì nhiều quân dân Mỹ cũng đã được đưa đến chiến trường này. Rồi tại bên nước Haiti, dưới thời ông Clinton cũng đưa quân đội Mỹ tới đây để giúp cho chính quyền của Tổng thống Haiti tại lúc đó, và cũng ra lệnh cho mở những cuộc tấn công bằng không kích vào những nước như là Bosnia, nước Iraq và Afghanistan. Nhưng mà chỉ có một quân nhân Mỹ bị thiệt mạng do hỏa lực của quân địch trong suốt thời gian 8 năm dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Ngoài ra nó cũng phải kể thêm là 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Somalia trong một cái phi vụ yểm trợ cho lực lượng mà quân nhân bảo vệ giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc khi mà cái chiếc trực thăng Black Hawk Down nó bị coi như là bắn rơi. Và dưới thời của ông Tổng thống gọi là Bush cha thì là quân đội Mỹ đó đã được gửi đến đây để mà phục vụ cho những cái chiến dịch cứu giúp nhân đạo. Thành ra để mà tóm tắt thì bài báo của ký giả Glenn Kessler ghi nhận như thế này nè, là Trump đó là có một cái trí nhớ rất là tồi tệ, nếu không muốn nói là anh ta cố tình lười biếng không ghi nhận được những sự thật như vậy. Và Trump cũng là người rất dốt về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực mà gọi là về lịch sử, xuyên qua những cái thí dụ mà người ta đã chứng minh như trên, nhất là khi nó, với hai cái lời dối trá mới nhất đây của Trump. Trong thời gian Trump làm tổng thống đó đã xảy ra nhiều cái cuộc tấn công do quân khủng bố thực hiện ngay trên nội địa của nước Mỹ. Vậy có lúc Trump cũng đã khoe khoang như vậy rồi, nhưng mà coi như là nhìn nhận sự việc này qua cái hình thức gọi là khoe khoang mình đã dẹp bỏ được chúng, cũng như là hăm hở hay rằng là sẽ thay đổi cái chính sách di trú để không cho những phần tử khủng bố đó được có thể nghĩa là nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tương lai. Và Trump cũng là người nói dối một cách trắng trợn, một cách ngu ngốc khi cho rằng kể từ năm 1948 đến nay đó, ông là người tổng thống duy nhất đó không để xảy ra một cuộc chiến nào. Chỉ có Jimmy Carter là vị tổng thống có được có thể nghĩa là khoe khoang thành tích như vậy thôi. Cho dù rằng là cái thời gian một cái sự kiện mà chiến tranh nổ ra dưới thời của vị tổng thống nào đó chưa hẳn là một cái yếu tố xấu xa. Bước sang một cái đề tài thứ hai, chúng tôi muốn nói đến việc mà nhân cái ngày lễ Martin Luther King tại Hoa Kỳ, chúng ta hãy thử nhìn lại những cái hành động anh hùng
đáng vinh danh dựa theo một cái bài viết của tác giả Heather Cox Richardson, một giáo sư chuyên giảng về chính trị học và lịch sử Hoa Kỳ tại các đại học Boston College và MIT. Cái ngày lễ Martin Luther King trong năm nay nó lại rơi đúng vào cái ngày sinh của ông, là cái ngày 15 Tây tháng Giêng năm 1929. Tuy rằng vì cái thời tiết băng giá khắc nghiệt hiện nay nó phủ trùm gần như lên khắp nước Mỹ, nên rất nhiều những cuộc diễn hành lễ lạc kỷ niệm cái ngày này đã bị hoãn lại rất nhiều nơi vì cái lý do an toàn công cộng. Nhân dịp này chúng ta hãy nhìn lại cái chặng đường đấu tranh của một lãnh tụ da đen được xem như là một cái tiếng nói tiêu biểu và đại diện cho cái tinh thần đấu tranh theo đường hướng bất bạo động của phong trào đòi dân quyền tại nước Mỹ, với cái chủ trương chống đối sự kỳ thị sắc tộc trong cái hệ thống pháp luật từ cấp liên bang xuống đến tiểu bang và cả trong cái xã hội dân sự tại Hoa Kỳ. Cái phong trào đấu tranh bất bạo động này sau đó, nó dẫn đến những cái thay đổi rất quan trọng, những cải tổ lớn lao và rất là tích cực về mặt lập pháp của nước Mỹ. Cái chiến dịch vận động để vinh danh sự tranh đấu và hy sinh cho mục tiêu cao cả của mục sư Martin Luther King đó, nó đã chớm nở ngay sau khi ông bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 tại một cái nhà trọ ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Tuy nhiên mãi đến nghĩa là 15 năm sau thì nó mới được hình thành sau khi Quốc hội liên bang thông qua cái đạo luật này và nó được ký ban hành bởi Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1983. Và phải chờ thêm 3 năm nữa thì nó mới được đem ra áp dụng lần đầu vào cái ngày thứ hai, 20 Tây tháng Giêng năm 1986, là cái ngày lễ chính thức được chính quyền liên bang công nhận trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên vào cái thời đó đó vẫn còn có nhiều cái tiểu bang bảo thủ tìm cách trì hoãn cái việc công nhận ngày này là cái ngày lễ chính thức tại những cái nơi này và đặt cho nó những cái tên khác hoặc là phối hợp nó chung với những ngày lễ khác của tiểu bang. Và phải mãi đến năm 2000 thì nó mới được chính thức công nhận là ngày lễ của liên bang cũng như của tất cả 50 tiểu bang trên nước Mỹ. Hoặc đầu thì cái ý tưởng lập ra một cái ngày lễ chính thức của liên bang đó, nó được khởi động bởi những nghiệp đoàn lao động vào lúc đó khi mà họ có những cái lúc thương thuyết về những cái giao kèo hợp tác với cái giới chủ nhân. Bởi vì họ muốn đòi hỏi thêm cái quyền lợi cho một ngày nghỉ lễ mà có ăn lương. Rồi sau đó cái phong trào này nó được sự ủng hộ của hai vị dân cử là dân biểu liên bang John Conyers tại Michigan của phe Dân Chủ và nghị sĩ Edward Brooke tại tiểu bang Massachusetts của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên khi mà cái dự luật này được đem ra biểu quyết lần đầu vào năm 1979 thì nó không có đủ đa số để mà được thông qua. Với hai cái lý do chính yếu của những người chống đối đó là thứ nhất, một cái đạo luật mà liên bang cho thêm một ngày nghỉ lễ cho hàng triệu công chức liên bang có ăn lương đó, nên nó sẽ gây ra rất tốn kém cho ngân quỹ quốc gia. Và thứ hai là một cái ngày nghỉ lễ để vinh danh một cá nhân nào đó được xem như là nó đi ngược lại cái truyền thống đã có từ lâu. Bởi vì ông Martin Luther King chưa hề một ngày nào là một viên chức chính quyền hoặc là một vị dân cử tại Hoa Kỳ. Từ trước đến nay người ta biết rằng là chỉ có hai cái nhân vật duy nhất trong lịch sử được Quốc hội liên bang vinh danh qua cái hình thức công nhận là cái ngày nghỉ lễ trên toàn nước Mỹ. Đó là ngày lễ George Washington, vị tổng thống đầu tiên trong số những tổ phụ của Hoa Kỳ, và thứ hai là ngày Christopher Columbus,
được xem như là người đầu tiên đã khám phá ra châu Mỹ, và sau này nó trở thành là cái vùng lập nghiệp đầu tiên của những thế hệ khai sinh ra nước Mỹ. Nhưng mà sau đó cái phong trào tranh đấu thành lập cái ngày lễ Martin Luther King đó quay sang tìm một cái sự ủng hộ từ cộng đồng những cái đại công ty cũng như là trong quảng đại quần chúng, và nó đã đạt được một cái thành công rất lớn một cách rất là nhanh chóng, với cái dấu mốc quan trọng đó là có đến hơn 6 triệu người dân Mỹ đồng ý ký tên vào một cái thỉnh nguyện thư gửi lên Quốc hội liên bang. Nó được xem như là một cái thỉnh nguyện thư có cái sự yêu cầu của người dân đông đảo nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Vào cái thời đó đó thì có hai nhà dân cử chống đối mạnh mẽ cho cái ý tưởng thiết lập một ngày lịch nghỉ lễ Martin Luther King. Đó là hai ông nghị sĩ liên bang Jesse Helms và John Porter East thuộc tiểu bang North Carolina và cũng thuộc phe Cộng hòa. Hai người này cho rằng là liệu ông Martin Luther King có xứng đáng hay không để mà nhận được cái vinh hạnh này. Nghị sĩ Jesse Helms là một người cực kỳ bảo thủ và cũng mang nặng cái tinh thần nghĩa là kỳ thị sắc tộc lúc đó đó. Ông chỉ trích cái việc là mục sư King trước đây phản đối cái cuộc chiến tham chiến của Mỹ tại Việt Nam. Và ông còn chụp mũ rằng là ông King là một người đeo đuổi theo cái chủ thuyết Marxist. Và ông nghị sĩ Helms cũng là người chủ động cái chiến thuật câu giờ gọi là filibuster tại sàn thượng viện để mà kéo dài cái cuộc tranh luận nhằm không có thông qua biểu quyết cho cái dự luật này, bằng cách là ông đưa ra một cái tập hồ sơ dày 300 trang, trong đó ông nói rằng là có nhiều chi tiết cáo buộc rồi chụp mũ ông mục sư King là một người có nhiều cái liên hệ mật thiết với những người của phe Cộng sản. Tuy nhiên có một nghị sĩ khác là ông Daniel Patrick Moynihan thuộc phe Dân Chủ lúc bấy giờ tại tiểu bang New York đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối, và ông này không ngần ngại gọi cái tập hồ sơ dày 300 trang của ông nghị sĩ Jesse Helms là một cái gói đầy rác rưởi. Và sau đó ông quăng cái tập này xuống dưới sàn Hạ viện, đưa chân lên dẫm đạp một cách mạnh mẽ để bày tỏ cái sự tức giận của mình. Hoặc đâu đó thì ngay cả Tổng thống Ronald Reagan cũng bày tỏ cái ý tưởng chống lại cái việc thiết lập một cái ngày nghỉ lễ liên bang vinh danh cho ông Martin Luther King, với cái lý do chính yếu đó là nó gây tốn kém cho ngân sách quốc gia. Rồi khi được báo giới đặt câu hỏi rằng là ông Reagan nghĩ như thế nào về những lời cáo buộc Martin Luther King là một người cộng sản, thì ông Reagan đã khôn khéo tránh né bằng cách ông trả lời rằng là chúng ta hãy chờ đợi thêm 35 năm nữa thì sẽ có câu trả lời chính xác, bởi vì đó là cái khoảng thời gian mà cái hồ sơ của cơ quan FBI theo dõi ông mục sư King từ nhiều năm qua đó sẽ được bảo, coi như là lúc đó thì bảo mật nhưng mà sau 35 năm nó sẽ được bạch hóa và mọi người đều thấy rõ. Thế nhưng đến tháng 8 năm 1983, khi mà dự luật thiết lập ngày lễ liên bang vinh danh Martin Luther King được đem ra biểu quyết thì nó được được thông qua tại Quốc hội liên bang với đa số rất là áp đảo. Tại Hạ viện là 338 người ủng hộ, chỉ có 90 người chống đối. Và tại Thượng viện là 78 nghị sĩ ủng hộ, chỉ có 22 người chống đối. Mà hầu hết những người chống đối là thuộc đảng Cộng hòa. Thì lúc đó Tổng thống Reagan cũng phải ký ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 1983, chính thức lấy cái ngày thứ hai của cái tuần lễ thứ ba trong tháng giêng hàng năm là ngày lễ Martin Luther King trên toàn nước Mỹ đối với lại chính quyền liên bang. Tuy là một ngày lễ chính thức được công nhận bởi chính quyền liên bang, nhưng mà tại còn nhiều tiểu bang bảo thủ vẫn có cái sự chống đối
mạnh mẽ của nhiều giới chức chính quyền cũng như là người dân tại đây, họ không có muốn công nhận cái ngày đó là cái ngày nghỉ lễ của tiểu bang. Điển hình cho cái phong trào chống đối này là tiểu bang Arizona, một trong những tiểu bang bảo thủ khi mà ông tân thống đốc lúc bấy giờ là Evan Mecum của phe Cộng hòa, vào năm 1987 khi mới nhậm chức, ông liền đảo ngược ngay những sắc lệnh hành pháp của vị thống đốc tiền nhiệm công nhận cái đó là cái ngày nghỉ lễ của tiểu bang Arizona. Rồi đến năm 1990 thì cử tri tại Arizona được tham dự trong một cuộc trưng cầu dân ý để mà biểu quyết xem có chấp nhận việc thiết lập một cái ngày nghỉ lễ tiểu bang để vinh danh Martin Luther King hay không. Vào lúc đó thì với cái quan điểm nghĩa là ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của đa số người dân trên toàn quốc thì Liên đoàn Football chuyên nghiệp, tức là National Football League đó, đã đưa ra một cái lời cảnh báo cho cử tri và giới chức chính quyền tại Arizona rằng nếu như là không có cái kết quả ủng hộ thì họ sẽ dời cái việc tổ chức cái trận đấu vô địch toàn quốc, tức là trận Super Bowl, ra khỏi tiểu bang Arizona, dù rằng Arizona đã được dự chủ lựa chọn tổ chức vào năm 1993. Và đây, nếu điều này xảy ra, nó là một cái sự thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế, tài chính cũng như là cho uy tín của cái tiểu bang này. Thế nhưng cuộc bầu cử năm 1990 cho thấy là chỉ có 49%, tức là chưa có đa số quá bán cử tri tại Arizona đồng ý thiết lập cái ngày nghỉ lễ của tiểu bang để mà vinh danh Martin Luther King. Cho nên nó khiến cho tiểu bang này mất đi một cái mối lợi tài chính rất lớn khi mà trận Super Bowl nó được dời sang thành phố Pasadena của tiểu bang California. Cho nên đến năm 1992 thì cử tri tại Arizona đó lần này họ khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn, cho nên họ thay đổi quyết định và bỏ phiếu chấp thuận với cái đa số công nhận đây là ngày nghỉ lễ của tiểu bang. Và mãi đến ngày 24 tháng 5 năm 2000 thì tất cả 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ đồng thanh chấp nhận ngày lễ vinh danh Martin Luther King là ngày nghỉ lễ có ăn lương cho toàn thể công chức tiểu bang cũng như là liên bang sau khi thống đốc Jim Hodge ký ban hành cái đạo luật này, và South Carolina trở thành là cái tiểu bang sau cùng chính thức công nhận cái sự kiện lịch sử này. Trong một bài viết mới đây trong loạt bài đăng hàng ngày có tên là Letters from an American, chúng ta có thể tạm dịch là những bức thư của một người dân Mỹ, mô tả những cái diễn biến và sinh hoạt thường nhật trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay, thì giáo sư Heather Cox Richardson đã mở đầu khi đưa ra cái lời nhận xét chung hiện nay của nhiều người cho rằng có lẽ chúng ta không còn tìm thấy đâu ra những cái vị anh hùng trong cái môi trường và xã hội ngày nay. Đặc biệt là khi quan sát vào cái đời sống của những khuôn mặt nổi đình nổi đám trên chính trường nước Mỹ. Bởi vì hầu như tất cả các chính khách tại Hoa Kỳ đó đều có thể bị vạch ra rất nhiều những khuyết điểm, cho nên rất khó có thể được vinh danh là những vị anh hùng mà đa số người dân trong nước đều kính trọng. Tuy nhiên, theo giáo sư Richardson, thì cái việc luận người anh hùng nó không có đòi hỏi chúng ta phải tìm ra được một người nào đó xem như là rất là hoàn hảo hoặc là đã thực hiện được một cái thành quả nào đó hết sức là to tát. Thật ra điều đó nó có thể nghĩa là trái ngược với dự đoán của nhiều người. Tức là chúng ta có thể có những người rất là đổi bình thường như mọi con người trên thế gian này với những cái khiếm khuyết và những cái yếu đuối bình thường của một con người đó. Nhưng mà khi gặp phải những cái tình huống bất ngờ thì họ đã quyết định đặt quyền lợi của người khác lên trên cái quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình.
cho dù là họ phải trả giá rất đắt. Và ngay cả khi không có ai biết đến những cái hành động của họ, hoặc là ngay cả khi họ đang bị bao vây tứ phía trong cái sự chiến đấu cô độc, nhưng mà cái việc làm của họ nó sau này sẽ được mọi người công nhận đó là những hành động anh hùng. Chẳng hạn như là trong trường hợp của Đại tướng Dwight Eisenhower, là người tư lệnh tối cao của khối đồng minh trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Trong cái đêm trước cái ngày gọi là ngày D-Day, tức là ngày đổ bộ tổng tấn công tại bãi biển Normandy của Pháp để mà chống lại quân đội Đức của lãnh tụ Hitler đang chiếm nước Pháp lúc bấy giờ. Thì vào lúc đó thì ông tướng Eisenhower đang soạn thảo một cái bài diễn văn ngắn để mà ông sẽ ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của hàng trăm ngàn quân nhân và cái sự hy sinh to lớn của họ trong cái cuộc đổ bộ này. Và đồng thời ông sẽ lên tiếng nhận lãnh cái trách nhiệm là do mình gây ra mà thôi, chứ không có đổ thừa cho người khác. Nếu như cái cuộc đổ bộ vào ngày mai nó sẽ gặp nhiều cái trở ngại bất ngờ và nó dẫn đến cái kết quả thất bại khốc liệt. Và đó, theo giáo sư Richardson và nhiều người nhận định là một cái hành động rất anh hùng của một vị tướng chỉ huy tại mặt trận. Hoặc có thể đó là cái hành động của một người thiếu nữ còn non trẻ như là cô Annie Frank, trong lúc đang ngồi trốn chui trong một cái căn gác trên trần nhà để mà tránh bị lùng bắt bởi những người lính Đức đang truy lùng những người gốc Do Thái để mà đưa vào những trại tập nhà tù, trại tập trung, nhà giam, thiêu đốt, vân vân. Nhưng mà cô Anne Frank vẫn bình thản để ngồi viết trong cái cuốn nhật ký của mình những dòng chữ để nói rằng là cô vẫn tin rằng mọi người đều có lòng nhân từ xuất phát từ trái tim của họ. Hoặc đó có thể là cái quyết định của một trong những vị tổ phụ của nước Mỹ là ông John Hancock, chủ tịch Quốc hội liên bang lúc bấy giờ, khi ông là người đầu tiên ký tên vào cái bản tuyên ngôn độc lập cho Hoa Kỳ vào năm 1776 với những cái nét chữ viết đậm tên. Tức là ông đã ý thức được rằng cái điều này đó có thể là cái bằng chứng cho cái bản án tử hình dành cho ông nếu như là quân đội hoàng gia của Anh lúc bấy giờ bao vây và bắt được ông. Đây là một cái hành động phản loạn đối với vương triều nước Anh lúc bấy giờ. Và đó cũng đúng là một cái hành động hết sức anh hùng của ông John Hancock. Cho dù là cái kết quả của cái cuộc chiến giành độc lập cho Hoa Kỳ nó có diễn ra theo bất cứ cái chiều hướng nào. Hoặc có khi là một cái hành động anh hùng nó được diễn ra một cách rất đơn giản và bình thường, như là trường hợp của một phụ nữ da đen có tên là Rosa Parks đã quyết định ngồi xuống ghế trên một cái chiếc xe buýt công cộng, mặc dù vào lúc ấy mọi người da đen đều được nói là họ chỉ được quyền đứng trên xe buýt mà thôi, chứ không có được ngồi trên đó. Thì nói tóm lại, tất cả những người kể trên, dù là những người giàu có hoặc nghèo hèn, dù là một chính khách nổi tiếng, một tướng tư lệnh tối cao, hoặc chỉ là một thiếu nữ tầm thường, một phụ nữ bình thường, có lẽ không một ai trong nhóm họ một hôm buổi sáng khi thức dậy và tự nói rằng hôm nay tôi sẽ làm một cái điều gì đó để có thể được gọi là anh hùng. Chúng ta chỉ biết là vào lúc đó đó họ đã can đảm làm một cái việc mà họ cho rằng là rất đúng, rất cần phải làm. Và một trong những người đó chính là mục sư Martin Luther King, qua lời của giáo sư Richardson khi mà mô tả về những gì đã xảy ra vào cái ngày trước đó, ngày 3 tây tháng 4 năm 1968, tức là đúng một ngày sau khi, nghĩa là trước một ngày trước khi mà mục sư Martin Luther King bị ám sát bởi một tên da trắng có cái đầu óc kỳ thị sắc tộc
và xem người da trắng như là cái giống dân thượng đẳng. Vào buổi tối hôm đó, đó thì mục sư King đã tham dự vào một cái buổi tụ tập để mà đọc một bài diễn văn ủng hộ cái khối những người nhân công trong làm những dịch vụ gọi là dọn dẹp vệ sinh tại thành phố Memphis, Tennessee. Kể từ năm 1966, tức là trong suốt 22 năm dài trước đó, thì Martin Luther King là người đã luôn tìm cách mở rộng cái phong trào tranh đấu đòi nhân quyền để mà đòi sự công bằng cho mọi sắc dân tại Hoa Kỳ thành một cái phong trào, nghĩa là phổ biến rộng rãi hơn, đòi hỏi sự công bằng về mặt kinh tế. Vào lúc đó thì cái khối nhân công làm trong ngành dọn dẹp vệ sinh, như là những nhân công nghĩa là đổ rác tại thành phố Memphis, họ đã tổ chức một cái cuộc đình công để mà phản đối một cái chính sách bất công kéo dài, khi mà họ chỉ được trả những đồng lương rất là thấp kém và phải làm việc trong những điều kiện hết sức là khắc nghiệt và cũng như là nguy hiểm, như là trường hợp đã xảy ra khiến cho hai nhân viên đổ rác đó bị thiệt mạng khi mà họ té rơi vào những cái máy nghiền đống rác. Sau khi được giới thiệu lên sân khấu bởi một người bạn và cũng là một người đàn anh của mình trong phong trào tranh đấu giành nhân quyền là ông mục sư Ralph Abernathy, thì ông Martin Luther King đã chia sẻ những cái nhận định của ông trước cử tọa về những người được xem như là anh hùng với cái lời mở đầu của ông như sau. Sau khi mà ngồi nghe mục sư Ralph Abernathy với những cái lời giới thiệu hùng biện và quảng cáo rất là quảng đại của ông như vậy đó, và rồi tự nghĩ về cá nhân của mình, thì tôi không biết là ông Abernathy đang nói về một nhân vật nào đó. Rồi sau đó thì Martin Luther King nói với cử tọa rằng nếu như Thượng Đế có cho phép ông được lựa chọn cái thời điểm nào trong lịch sử để được sinh ra đời, thì ông sẽ không có ngần ngại cái lựa chọn đúng cái thời điểm mà ông đã được sinh ra. Và ông liền giải thích tiếp ngay như thế này: quả tình đó là một cái nhận định được đưa ra khá là kỳ lạ, bởi vì thế giới lúc đó, đó đã đi coi như là bị đảo lộn hoàn toàn. Một cái quốc gia đang rơi vào một cái cơn bệnh hoạn với nhiều những khó khăn, những hỗn loạn khắp nơi. Thế nhưng tôi biết rõ là trong một cách nào đó, người ta chỉ có thể nhìn thấy được trong lúc đêm đen có những vì sao, nghĩa là tỏa sáng. Và Martin Luther King nói rằng là tôi cảm thấy rất là may mắn được sống trong một thời kỳ mà người dân bắt đầu tỉnh thức và cùng nhau tranh đấu để đòi hỏi tự do và công bằng về mặt kinh tế. Chúng ta biết là vào lúc đó đó thì Martin Luther King biết rõ là mình đang sống trong một tình trạng, nghĩa là cực kỳ nguy hiểm cho an ninh cá nhân của ông khi mà dám lên tranh đấu cho mục tiêu đòi hỏi một nước Mỹ phải có tình trạng công bằng về quyền lợi kinh tế cho mọi người, không phân biệt màu da và sắc tộc. Khi mà ông phân tích như thế này, tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta cùng biết là sẽ có những ngày rất khó khăn trong những ngày tháng sắp đến. Thế nhưng tất cả những điều đó không có quan trọng, bởi vì tôi đã leo lên đỉnh cao rồi. Và cũng giống như mọi người khác, tôi cũng muốn có một cái cuộc sống dài lâu. Nhưng mà hiện nay tôi không có quan tâm lo lắng về cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn thực hiện những gì mà Thượng Đế mong muốn mọi người nên làm. Và Thượng Đế Ngài đã cho phép tôi được leo lên trên đỉnh núi cao. Và tôi đã được đứng đó, nhìn xuống toàn cảnh bao quát. Và tôi đã tìm thấy được cái vùng đất hứa. Tôi có thể sẽ không có cơ hội cùng đến cái nơi đất hứa đó với quý vị. Nhưng mà đêm nay, tôi muốn quý vị cùng hiểu rằng chúng ta, tất cả mọi người sẽ đến được vùng đất hứa đó.
Đó là lời của Martin Luther King nói với tất cả các nhân viên làm việc trong ngành dọn dẹp vệ sinh, hốt rác, vân vân vào cái đêm 30 tháng 4 1968. Những cái lời phát biểu trong cái bài diễn văn này đó quả tình không khác gì những cái lời tiên tri nó được ứng nghiệm ngay sau đó không lâu. Bởi vì qua ngày hôm sau và lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 4 năm 1968, mục sư Martin Luther King đã bị bắn chết bởi một tên da trắng thượng đẳng trong lúc đang đứng trên ban công trước cái căn phòng của ông tại nhà nghỉ có tên là Loren Motel tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Điều này đã khiến cho mục sư King không còn có cái cơ hội cùng đến với nhiều người dân da đen khác đến một vùng đất hứa như là cái giấc mơ của ông, là cái nơi mà mọi người sinh ra đều được bình đẳng như nhau về tự do và công bằng về quyền lợi kinh tế. Nhưng những lời nói và hành động của mục sư Martin Luther King vào đêm hôm trước khi ông bị ám sát đó, có thể được coi như là những cái hành động hết sức can đảm và anh hùng. Thế giới hôm nay, và đặc biệt là cái xã hội và chính trường nước Mỹ hiện nay có thể vẫn còn có nhiều nhiễu nhương, loạn lạc, chứ chưa thể là hoàn hảo khi mà còn có nhiều kẻ da trắng thượng đẳng. Với cái sự kích động của những chính khách tồi bại như là Donald Trump và nhiều tay nô tài hèn hạ như là những chính khách của đảng Cộng hòa ngày nay đó, tiếp tục cổ võ cho một chính sách độc tài lợi dụng cái cơ hội và quyền thế để mà mong phá hoại thể chế tự do dân chủ lâu đời tại Hoa Kỳ. Nhưng mà vẫn còn có nhiều người, trong đó có một thiểu số những người gốc Mỹ gốc Việt như chúng ta đây vẫn can đảm và kiên trì đấu tranh để mà bảo vệ cho cái nền tự do dân chủ và công bằng đó. Và theo lời kết luận của giáo sư Heather Cox Richardson, rất nhiều những người đó đã quyết định lựa chọn làm những cái điều được xem là đúng, bất chấp những khó khăn và những trở ngại nào trước mắt. Xin cầu chúc cho mọi người được vững thêm niềm tin vào một cái tương lai sáng lạn và tốt đẹp hơn nhân dịp ngày lễ vinh danh và tưởng niệm cho mục sư Martin Luther King. Kính thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi về nhân ngày lễ Martin Luther King, hãy nhìn lại những hành động anh hùng đáng vinh danh, coi như tạm kết thúc chương trình phân tích thời sự hiện nay. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ tới.